Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02 8764 3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4 trên 68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Anh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình trạng dịch bệnh tại Úc đã không còn được quan tâm nhiều bởi vì sự ổn định của nó. Mặc dù số ca nhiễm mới ngày hôm qua đã có sự gia tăng nhẹ so với một ngày trước đó. Sự quan tâm tại Úc ngày hôm nay vẫn là tình hình thời tiết mưa to gió lớn tại New South Wales và Queensland, mà tổng thiệt hại được cho sẽ là lớn nhất trong lịch sử về các đợt thiên tai ở Úc. Trong khi đó, thì trên thế giới, sự quan tâm chính vẫn là tình hình chiến sự tại Ukraine, cũng như thông tin về việc Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua quyết nghị kết án Tổng thống Nga Putin vì hành động xâm lăng Ukraine lần này của Liên bang Nga. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Vietface TV. Đại dịch COVID-19 Tình hình được cải thiện nhưng virus COVID-19 vẫn còn nguy hiểm. Hôm qua, nước Úc đã có 31.989 ca dương tính mới, tức là cao hơn chút ít so với những ngày trước đó. Số người thử nghiệm dương tính từ 94.936 người thử nghiệm. Nước Úc đang tiến gần đến mốc điểm 3 triệu ca dương tính. Tính chung thì trên toàn quốc đã có 1.837 người nằm bệnh viện, và trong số này có 118 người tại ICU và 34 người đang sử dụng máy trợ thở. Trong khi đó, thì New South Wales hôm nay đã có 9.466 ca nhiễm mới và 2 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện là 1.000, kể cả 42 người tại ICU. Con số tương đương tại Victoria là 26 người tử vong, 6.545 ca nhiễm mới, 245 người nằm bệnh viện và 28 người đang điều trị tại ICU trong số này có 7 người đang sử dụng máy trợ thở. Về tiến độ chủng ngừa, trên 60% cư dân Victoria đã trích mũi tăng cường booster và 94% cư dân trên 12 tuổi đã chủng ngừa hai lần. Tại Queensland, số người tử vong ngày hôm qua là 6 người, trong khi số ca nhiễm mới là 6.479. Ngoài ra, Queensland cũng đã có 315 người nằm bệnh viện và 26 người tại ICU. Hiện nay, Queensland đang có 30.126 ca dương tính đang phát triển. Hôm qua là ngày mà Tây Úc đã mở cửa biên giới sau gần 700 ngày bế quan tỏa cảng và trong ngày đặc biệt này, Tây Úc cũng đã có số ca dương tính kỷ lục là 2.420 và một người tử vong, 22 người nằm bệnh viện và hiện nay Tây Úc đang có 8.419 ca dương tính đang phát triển. Hôm qua chính phủ tiểu bang cũng đã phát động một chương trình quảng cáo du lịch với tổn phí lên đến 12 triệu đô la. Tuy nhiên, ngành du lịch có thể sẽ bị trở ngại vì số ca dương tính tại Tây Úc đang gia tăng, mà đa số là xảy ra tại khu đô thị Perth. Thủ hiến McGowan đã cảnh báo là trong vài tuần lễ sắp tới, số ca dương tính tại Tây Úc có thể lên đến 10.000 mỗi ngày. Sau khi đã đe dọa là biên giới Tây Úc có thể sẽ lại bị đóng cửa trở lại, thì hôm qua ông McGowan xác nhận rằng hiện nay chính phủ Tây Úc không có ý định làm việc này. Tuy nhiên, lãnh tụ liên đảng đối lập bà Mia Davis đã chỉ trích thủ hiến McGowan là đã không dứt khoát từ bỏ biện pháp đóng cửa biên giới. Bà Davis nói rằng đã đến lúc mà Tây Úc cần phải sống chung với virus COVID-19 tương tự như các tiểu bang khác. Trong khi Nam Úc hôm qua đã có 5 người tử vong và 2.307 ca nhiễm mới, số người nằm bệnh viện là 104, kể cả 9 người tại ICU Y sĩ đoàn AMA tại Nam Úc đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng số ca dương tính trong thành phần trẻ ở lớp tuổi 20. Thí dụ cụ thể là đã có gần 6.000 thanh niên ở lớp tuổi 20 đã bị nhiễm kể từ ngày 7 tháng 2 trong tổng số 36.610 người, tức là gần 20% số ca nhiễm là thành phần trẻ. Riêng Tasmania hôm nay đã có 937 ca nhiễm mới, thấp hơn đáng kể so với 1.117 ca nhiễm ngày hôm qua. Lãnh thổ thủ đô ACT đã có 690 ca nhiễm mới ngày hôm qua, tức là giảm hạ chút ít so với 1.053 ca nhiễm của một ngày trước đó. Ngoài ra, ACT cũng đã có 39 người nằm bệnh viện, kể cả hai người tại ICU. Chỉ số chủng ngừa tại ACT luôn ở mức cao nhất Úc Châu và riêng thành phần trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã có 78% chủng ngừa một lần, trong khi cư dân từ 16 tuổi trở lên đã có 68% trích mũi tăng cường booster. Riêng tại lãnh thổ Bắc Úc hôm qua đã có 559 ca nhiễm mới và 3 người tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện là 48 người, kể cả 2 người tại ICU. Kể từ thứ hai tuần tới ngày 7 tháng 3, chính quyền Bắc Úc sẽ nới lỏng việc mang khẩu trang tại các không gian kín và những nơi làm việc. Tuy vậy, việc mang khẩu trang vẫn là bắt buộc khi di chuyển trên các phương tiện giao thông và khi thăm viếng bệnh viện cũng như các viện dưỡng lão. Tuy nhiên, Thủ hiến Gunner vẫn cảnh báo là tình trạng lây lan dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm tại một vài nơi. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua quyết nghị kết án Putin, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Một bản dự thảo quyết nghị kết án Liên bang Nga xâm lăng Ukraine đã được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và quyết nghị này đã được thông qua với đa số rõ rệt, với 141 phiếu ủng hộ trên tổng số 193 hội viên đã có 5 quốc gia bỏ phiếu chống, và tất nhiên trong số này có Liên bang Nga và 4 nước còn lại là Belarus, Bắc Hàn, Syria và Estria. Ngoài ra còn có 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong số này có Trung Quốc và Việt Nam. Nhắc lại là dự thảo quyết nghị này trước kia đã được đệ trình và thảo luận tại Hội đồng Bảo an, nhưng Liên bang Nga đã bỏ phiếu phủ quyết, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và một quốc gia Trung Đông thì đã bỏ phiếu trắng, Điều này có nghĩa là những nỗ lực của Hoa Kỳ để kết án Liên bang Nga tại Hội đồng Bảo an đã thất bại, và do đó dự thảo quyết nghị này đã được đệ trình và biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, là nơi mà năm quốc gia thành viên thường trực không có quyền phủ quyết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres nói rằng quyết nghị này đã gửi đi một thông điệp rõ rệt là chiến sự tại Ukraine cần phải chấm dứt và đối thoại ngoại giao cần được bắt đầu. Tuy vậy, quyết nghị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính cách ràng buộc. Hội đàm Nga-Ukraine vòng 2 kết quả đáng tiếc. Phái đoàn Nga và phái đoàn Ukraine đã tái nhóm lần thứ nhì tại một địa điểm thuộc vùng biên giới giữa Belarus và Ukraine. Tuy nhiên, vòng 2 của cuộc đàm phán này đã kết thúc mà không có kết quả gì cụ thể. Trong khi đó thì đã có thêm một thành phố cảng của Ukraine đã bị thất thủ sau khi bị quân đội Liên bang Nga chiếm đóng. Kherson được xem là một thành phố cảng chiến lược quan trọng với gần 300.000 dân nằm ở phía nam của Ukraine gần biển Đen đây là nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhiều giờ qua. Theo hãng tin Reuters, thị trưởng thành phố Kherson đã thừa nhận binh sĩ Nga đã vào được tòa nhà có hội đồng thành phố. Ông cũng kêu gọi binh sĩ Nga không bắn dân thường. Trong một thông cáo báo chí phát đi, vị thị trưởng này cũng đã xác nhận binh sĩ Ukraine đã không còn ở trong thành phố. Vấn đề chính trong cuộc đàm phán lần thứ nhì này là một tình trạng ngưng bắn tại Ukraine và việc thiết lập một hành lang nhân đạo để dân chúng có thể thoát nạn. Trước sự thất bại của cuộc đàm phán lần thứ nhì này, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông sẵn sàng thảo luận trực tiếp với ông Putin để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến. Tuy nhiên, vào thời điểm này, thì Tổng thống Putin có vẻ như đang muốn theo đuổi một chiến thắng quân sự tại Ukraine hơn là một giải pháp ngoại giao. Trước cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tự tin sẽ tìm ra giải pháp cho khủng hoảng hiện nay và nói yêu cầu của Nga là tối thiểu. Ông cũng cho biết thêm rằng Nga không thể cho phép Ukraine gây ra mối đe dọa đối với an ninh của đất nước. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine và toàn bộ châu Âu trong các cuộc đàm phán này. Ngoại trưởng Lavrov cho biết phái đoàn Ukraine hứa sẽ trình bày rõ ràng vị trí của mình trong vòng đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, ông cho rằng Kiev không hành động độc lập trong các cuộc đàm phán. Vấn đề Nga xâm lăng Ukraine, Bộ Tứ The Quad họp thượng đỉnh qua mạng một cuộc họp thượng đỉnh giữa bốn lãnh tụ trong nhóm tứ cường The Quad đã được triệu tập đặc biệt ngày hôm qua thứ năm, tức là chỉ một ngày sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden đã trình bày tình trạng liên bang, tức là the State of the Union tại Lưỡng viện Quốc hội ở Washington DC. Trong bài diễn văn này, tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đã sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ liên bang nga trong bối cảnh mà tổng thống Putin đã khoe khoang sức mạnh vũ khí hạt nhân của Moscow. Tham dự cuộc họp thượng đỉnh này có đầy đủ bốn lãnh tụ, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Trong số bốn quốc gia thuộc nhóm tứ cường này, chỉ có Ấn Độ là chưa kết án cuộc xâm lăng của ông Putin tại Ukraine, và Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng cho dự thảo quyết nghị kết án Liên bang Nga tại Hội đồng Bảo an cũng như tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi ba quốc gia còn lại đều đã bỏ phiếu thuận quyết nghị này, Cựu Thứ trưởng Ngoại giao và nay là phối hợp viên vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Tòa Bạch Ốc, ông Kurt Campbell nói rằng, Hoa Kỳ luôn luôn chú tâm vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mặc dù hiện nay đang đối phó với cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, thì Thủ tướng Kishida nói rằng, lãnh tụ của The Quad đã đồng thuận nhiều hơn về sự phát triển của một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Đây là lần thứ ba mà lãnh đạo của bốn quốc gia trong nhóm The Quad đã nhóm họp thượng đỉnh Nhắc lại là hồi tháng 9 năm 2021, lãnh tụ bốn nước cũng đã gặp gỡ nhau mặt đối mặt tại Tòa Bạch Ốc và cũng có thể vào tháng 5 này, bốn lãnh tụ này lại gặp nhau mặt đối mặt lần thứ nhì tại Tokyo. Chiến sự Nga-Ukraine Úc đóng vai trò gì qua căn cứ truyền tin PyGap? PyGap là một căn cứ truyền tin quan trọng đặt dưới sự quản trị chung giữa Mỹ và Úc trong hệ thống truyền tin toàn cầu trung tâm PyGap nối liền với các trung tâm khác để có thể liên tục nắm bắt tin tức đặc biệt là tin tức tình báo. Và tất nhiên với kỹ thuật tối tân thì trung tâm truyền tin PyGap này có khả năng bắt được những tín hiệu quân sự xuất phát từ Liên bang Nga trong cuộc xâm lăng hiện nay tại Ukraine, và tất nhiên nguồn tin này luôn được chia sẻ giữa Mỹ và Úc. Vấn đề là những nguồn tin bí mật này có được chia sẻ với chính phủ Ukraine hay không, thì cả Washington và Canberra đều không xác nhận. Trong nhiều năm qua, các phần tử thiên tả tại Úc đã chỉ trích sự hiện diện của trung tâm Pygap này, vì họ cho rằng sự hiện hữu của Pygap có thể sẽ là mục tiêu bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử nếu một cuộc chiến xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc hoặc giữa Mỹ và Liên bang Nga. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã được nâng cấp và ông Tập Cận Bình cũng như ông Putin có vẻ như đang thiết lập một trật tự mới trong bàn cờ chính trị thế giới. Tuy nhiên, úc cũng như mỹ đều coi trung tâm Pine Gap là một phần quan trọng trong kế hoạch bảo vệ an ninh cho toàn thế giới. Và nhìn từ góc cạnh này thì Pine Gap đóng vai trò bảo vệ hòa bình. Theo một chuyên gia, giáo sư Richard Turner của Viện Đại học Melbourne, thì Pine Gap có vai trò rất quan trọng vì có khả năng thu nhận tin tức tình báo xuyên qua các tín hiệu phát xuất từ cuộc xâm lăng của liên bang nga tại ukraine. Những tín hiệu này thường được chuyển đi bằng điện thoại, bằng radar hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Chiến sự Nga-Ukraine Úc cấp 1.000 visa nhân đạo khẩn cấp cho công dân Ukraine Thủ tướng Morrison đã loan báo và cũng đã dành nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng người Úc gốc Ukraine. Chính phủ Úc nói rằng qua chương trình nhân đạo đặc biệt, chính phủ Úc sẽ cứu xét cho một số công dân Ukraine muốn đến nước Úc để lánh nạn. Và tin mới nhất theo đài ABC là vào thời điểm này, nước Úc đã cấp gần 1.000 visa cho công dân Ukraine muốn đến Úc trên căn bản tạm trú hoặc trên căn bản thăm viếng thân nhân. Lãnh tụ cộng đồng người Úc gốc Ukraine đã yêu cầu chính phủ Úc cho những công dân Ukraine di tản được quyền làm việc và được hưởng hệ thống Medicare. Trong khi đó, thì có rất nhiều nguồn tin giả xuất phát từ Liên bang Nga. Bởi lý do ấy mà chính phủ Morrison đã kêu gọi các công ty truyền thông nên chặn đứng những nguồn tin giả có tính cách tuyên truyền từ Moscow. Bộ trưởng truyền thông Paul Fletcher đã trực tiếp gửi thư đến Facebook, Apple, TikTok, Twitter, Google và Microsoft để thúc giục những công ty truyền thông này ngưng phổ biến những thông tin giả mạo từ chính phủ Putin. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.